Bộ Công an cho biết với phương châm đúng đủ sạch sống và vừa chạy, vừa xếp hàng, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Trong tháng 3 vừa qua, công an các đơn vị địa phương đã tập trung lực lượng triển khai quyết liệt. Đến nay, công an 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã thu thập được hơn 15 triệu hồ sơ căn cước công dân. Tiêu biểu một số địa phương đã thực hiện tốt vượt chỉ tiêu như thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Bình Phước. Để đạt mục tiêu dữ liệu công dân chính thức được chia sẻ với các bộ ngành vào tháng 7 năm 2021, Bộ Công an yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị địa phương không ngừng cải tiến quy trình, thủ tục, có cách làm sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là đạt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân vào đầu tháng 7 năm 2021.